Hãy xin chào các bạn, tiếp tục trong chuỗi video chia sẻ về thông số kỹ thuật của động cơ điện cao cấp Hyosung Hàn Quốc. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái công suất 11 kW nhưng có kiểu dáng là mặt bích với cân nặng là 127 kg. Thì các bạn thấy là với cái con động cơ của chúng ta nặng tới 127 kg thì mình phải dùng tới cái tờ này mới nâng lên nó nặng thôi. Không phải là bát nữa. Với một cái tờ khỏe như thế này lôi cái con này lên nó ok các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được là với cái dạng động cơ 11 kW Hyosung cao cấp này nó có kiểu dáng là mặt bích. Thì đây là cái phần mặt bích của chúng ta. Với cái mặt bích này nó sẽ có cái đường kính là. Và sẵn đây thì mình chia sẻ luôn cho các bạn về cái đường kính của cái trục cốt. Với cái trục cốt của chúng ta thì nó sẽ có cái đường kính là. Và các bạn thấy là ở cái vị trí mà bóc đấu điện của chúng ta, cái hộp điện á, thì nó sẽ nằm ở bên hông. Nó không nằm ở phía bên trên, mà với cái con này nó sẽ nằm ở bên hông như thế này. Động cơ 11 kW của chúng ta là một dạng động cơ tiêu chuẩn 4 cực và nó có tốc độ vòng quay là 1. Và cân nặng của nó là 127 kg, mình chia sẻ như ban đầu á các bạn, thì với cái con chân đế và cái con mặt bích này nó có cùng cân nặng luôn nha các bạn, tức là đều cùng là 127 kg. Và nhà sản xuất họ quy ước cho chúng ta về cái mã của mặt bích là TEF thay vì là B5 như những thương hiệu khác, thì với động cơ điện cao cấp Hyosung thì nhà sản xuất họ quy ước là TEF. Tiếp đến là các bạn sẽ thấy được là với cái công suất là 11 kW này, điện áp sử dụng ở đây là 3 pha 380 V. Các bạn đấu nguồn 3 pha 380 V để sử dụng được cái con động cơ này các bạn nha. Thì ở trên tem của nhà sản xuất sẽ có hai cái sơ đồ đấu điện cho chúng ta, đó là sơ đồ hình sao và sơ đồ hình tam giác, được thể hiện rất là rõ ở trên tem. Các bạn có thể nhìn một sơ đồ để chúng ta chọn đấu nối. Thì mặc định nhà sản xuất họ sẽ để một cái sơ đồ ở trong đây. Thì các bạn nếu sử dụng sơ đồ nào, các bạn chỉ cần đảo cầu và chuyển nó về đúng sơ đồ. Tiếp đến là về cái chỉ số kháng bụi kháng nước, cái tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước của động cơ Hyosung cụ thể đây là công suất 11 kW sẽ có tiêu chuẩn là IP55, vẫn giống như các dòng khác các bạn nha. Thì mình chia sẻ thêm cho các bạn về cái tiêu chuẩn IP55 là một cái dạng tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước. Thì một số cái vị trí mà có khả năng bụi nó vào bên trong thì nhà sản xuất họ sẽ tích hợp những cái ron, những cái phần để giúp cho bụi và nước nó sẽ khó vào bên trong động cơ. Như các bạn thấy với cái bóc điện như thế này thì tại cái vị trí này nó vẫn có một cái ron, và đặc biệt nữa là bên trong khi mà lắp cái hộp điện với cái phần thân của motor ở đây này vẫn có một cái ron mà nó gắn ở đây để hạn chế tối đa cái việc là nước và bụi nó vào bên trong. Tuy rằng IP55 là một cái tiêu chuẩn IP nó nằm ở một cái mức tương đối cao, chưa được cao lắm, nhưng khả năng bảo vệ của nó rất là tốt các bạn ha. Tiếp đến là về cái chất liệu vỏ của động cơ điện 11 kW Hyosung này là một chất liệu được sử dụng, đó là vỏ gang các bạn ha, nên nó khá là nặng, 127 kg. Thì khi mà mua về những cái thông số mà các bạn sẽ quan tâm đó là về đầu trục cốt, mặt bích và cái chiều dài của động cơ. Vậy thì chiều dài của động cơ tính từ cái đầu trục cốt này đến cái phần đuôi của chúng ta nó sẽ có chiều dài là. Và với thương hiệu động cơ điện Hyosung cao cấp Hàn Quốc, nhà sản xuất động cơ điện sử dụng loại vòng bi là KPC, một thương hiệu vòng bi hàng đầu của Hàn Quốc các bạn ha. Đây các bạn có thể thấy là ở trên tem của động cơ thì nhà sản xuất Hyosung vẫn để cho chúng ta hai cái mã vòng bi để các bạn biết được cái mã vòng bi như thế nào. Thì ở đây với cái con 11 kW mặt bích này, nhà sản xuất Hyosung sử dụng mã vòng bi là 6309ZZ các bạn ha. Vòng bi ở phía sau và vòng bi ở phía trước cùng một mã luôn là 6309ZZ. Vòng bi là một cái thành phần cấu tạo nhỏ ở bên trong cái động cơ điện này, nhưng nó quyết định cái tích lượng khá là nhiều của động cơ điện các bạn. Thì về vòng bi, KPC là một vòng bi thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc các bạn, được gắn ở trên động cơ điện. Thì các bạn sẽ thấy được là với khả năng chịu tải của vòng bi và cái khả năng mà chịu được cái thời gian hoạt động của động cơ thì vòng bi KPC hoạt động cực kỳ tốt, thì nó sẽ giúp cho động cơ điện tiêu xung của chúng ta tăng thêm cái phần tích lượng. Thì đó là về vòng bi KPC. Thì các bạn sẽ thấy được là tất cả những cái linh kiện cũng như là cấu thành được con động cơ điện Hyosung này được sản xuất bởi nhà sản xuất động cơ điện Hyosung, một tập đoàn Hyosung được
tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc về những mảng công nghiệp. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cái thông số kỹ thuật của động cơ điện Hyosung kiểu dáng mặt bích có mã là TEF dành cho quy ước là mặt bích, có công suất là 11 kW, hoạt động ở điện áp là 380V. Đây là dạng động cơ cuốn cực có tiêu chuẩn là 2P55. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở thông số sau.